là Maria Nguyễn Thị Tào ạ. Con ở xứ Đạt Giáo, ở giáo phận Thanh Hóa. Con năm nay 70 tuổi. Con được tốn hơn 70 với 80 hay nhỉ. Rồi. Rồi và được ơn gì kể, ơn thứ nhất. Con được ơn thứ nhất là ơn cái mật của con là có cục thịt ở trong 8 ly 7 mà con ăn trước ngày mùng 5 tháng 5 vừa rồi đây, là con đau quá, con đi bệnh viện về là con thôi không đi bệnh viện nữa, đi vô Cha Long. Con mới mượn được cái đài, con nghe Cha Long kể, nghe người ta làm chứng cũng giống con đi nhiều, tài tình lắm. Tiếp lạ là con đủ thôi không đi bệnh viện nữa, đi vô đây chữa. Là con đi vô trong đây bữa mùng 5, mùng 6 tháng 5, là hôm nay là mới là tháng 7 đó, là giờ là con đã khỏi được 4 bệnh. Lạy cha. Thứ nhất là bệnh gì? Bệnh thứ nhất là của con là bệnh cái mật, ở trong cái mật của con là hắn có một cái nang thịt coi như là 8 ly 7. Rồi bệnh thứ hai? Bây giờ đã khỏi hắn rồi. Bệnh thứ hai của con là cao nhất áp, luôn luôn là 170 với 180 với 200, đi bệnh viện liên tầng tầng. Bệnh viện gì? Đi bệnh viện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Và nó bệnh viện liên tầng tầng là gì? Liên tầng tầng là đi luôn luôn luôn. Trời ơi, tôi tưởng là các bệnh viện Pháp Việt hay bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh viện liên tầng tầng. À là rất là con muốn nói là con phải đi bệnh viện nhiều lắm. À đi nhiều lắm là liên tầng tầng nha, nhớ nha. Thành thế. Rồi ơi thứ này đi bệnh viện liên tầng tầng. Rồi bây giờ huyết áp nó còn không? Giờ huyết áp của con là con lên bệnh viện Củ Chi đây con khám là giờ con đã đi làm ăn được rồi thưa cha. Con đã khối bệnh ở ngoài Bắc mà con vào trong miền Nam 70 tuổi mà con đang làm ở công viên nước Củ Chi. Là làm về ngày làm gì? Con là đứa thì lúc thì làm lau văn phòng, lúc thì con phụ nuôi heo, lúc thì đại khái là bà chủ bà tin tưởng con lắm. Con thật thà cho nên là 70 tuổi con đang được kêu lại đây này. Con làm cách đây 10 năm rồi mà chờ người ta cứ kêu lại. Từ Tết mà con nó không cho đi, thế là chờ con cha đặt tay cho con khỏi bệnh là con đi. Con đi vào là con làm là người ta thích lắm cha ơi. Thích lắm. Rồi hơi thứ ba. Bệnh thứ ba của con là bệnh dạ dày. Con ăn là cứ ửa. Con nên là ăn khó chịu lắm. Ăn tức bụng. Mà rất là chờ là con khỏe hết rồi thưa cha. Bệnh thứ bốn. Đó bệnh thứ bốn đó. Là bốn bệnh rồi đó. Rồi hallelujah. Rồi, tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé. Rồi, tặng cho bà cái máy 365 bài giảng. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Giê-xu mà vẫn sao mà 70 mà vẫn còn mặc áo đỏ đẹp ấy. Con già lắm rồi mà con đang đi kiếm ăn được đó. Con già rồi mà con đang đi kiếm ăn được. À, già rồi mà còn đi kiếm ăn được thì đi mặc áo đỏ để học rồi. Đang kiếm người để đi bước nữa hay sao? Chồng con còn đang xấu. Mình nhìn dáng lắm anh trời rồi. Rồi xin mời hai ông lên đây.